Xin chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những hình ảnh mới nhất, tiến độ mới nhất cũng như là thông tin mới nhất của khu vực cầu Nhơn Trạch, một trong số những cái công trình trọng điểm của đường vành đai 3 kết nối các cái tỉnh như là Sài Gòn, Bình Dương, rồi Long An và Đồng Nai. Và đây là một cái tuyến đường đang được thi công rất là rầm rộ, đó là một cái tuyến từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đi về phía cao tốc Long Thành-Dầu Dây với chiều dài khoảng cỡ hơn 8 cây số. Và cái công trình quan trọng nhất trong cái tuyến đường này chính là cây cầu Nhơn Trạch. Chính vì vậy mà trong tháng 9 năm 2022 đã được ưu tiên khởi công đầu tiên. Và sau khoảng 14 tháng thì chúng ta nhìn thấy ngay phía đây chính là phía chân của cầu Nhơn Trạch phía bên Đồng Nai. Và chúng ta thấy rằng là ở khu vực này bây giờ các cái mốc cầu, cái mố cầu, chân cầu đang được xây dựng rất là nhanh, mọc lên rất là nhanh sau khoảng 14 tháng thi công. Và bên phía Sài Gòn với chiều dài khoảng 2 cây số thì đã bàn giao toàn bộ cái mặt bằng thi công cho cái cầu Nhơn Trạch này rồi. Cho nên là cái phía bên Sài Gòn thì chúng ta yên tâm rằng là với cái nguồn tiền đầu tư công trong giai đoạn này thì bên thi công họ sẽ thậm chí là còn đi nhanh hơn cái tiến độ mà dự kiến khoảng vài tháng. Nghĩa là hiện tại bây giờ trên cái công trường này với cái đường vành đai 3 hơn 8 cây số kết nối từ phía Nhơn Trạch về quận 9 thì dự kiến là trong khoảng tháng 9 năm 2025, nghĩa là sau khoảng 3 năm thi công thì sẽ được thông xe. Và chúng ta thấy rằng là những cái mốc cầu, những cái mố cầu, chân cầu là cao nhất ở đây hiện tại chúng ta đã nhìn thấy là chuẩn bị xong rồi. Và khả năng là trong năm sau thôi, năm 2024 là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nhịp cầu đầu tiên của cây cầu Nhơn Trạch này được xây dựng và có khả năng sẽ nhìn thấy cái hình dáng của nó nhìn rõ ràng hơn nha thưa quý anh chị. Và cái vấn đề quan trọng nhất của cây cầu Nhơn Trạch thời điểm hiện tại, cái vấn đề hiện tại bây giờ đang là cái đau đầu cho tỉnh Đồng Nai, đó chính là cái vấn đề về giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cây cầu Nhơn Trạch này. Ở phía Sài Gòn thì đã bàn giao toàn bộ cái quỹ đất cho cây cầu này rồi. Đấy, còn phía bên Đồng Nai thì bây giờ mới bàn giao được một phần thôi, còn một phần rất là dài bởi vì cầu này có chiều dài lên đến 2,6 cây số. Và bây giờ phía Đồng Nai thì còn đang có rất là nhiều hộ dân hiện tại chưa có đồng ý với cái phương án đền bù, với cái mức tiền đền bù của nhà nước đưa ra đối với cái đường vành đai 3 cũng như là cây cầu Nhơn Trạch này. Đấy, về cái khu vực này thì theo Tùng được biết thì trước đây các chủ đầu tư khi mà gom những quỹ đất ở đây thì họ phải chi trả cái mức giá dao động trong khoảng tầm từ 1 triệu đến khoảng 2 triệu đồng trên 1 mét vuông cho những cái bất động sản nông nghiệp ở khu vực này. Còn riêng với mức giá bồi thường của nhà nước thì thường thì sẽ thấp hơn khá là nhiều. Và vấn đề về giải phóng mặt bằng rồi tái định cư như thế nào nữa. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là từ phía chân cầu của cây cầu Nhơn Trạch này chúng ta nhìn thấy về xa xa cái phía bên kia là còn khoảng cỡ tầm 5 đến 6 cây số nữa để đi về khu vực huyện trung tâm của huyện Nhơn Trạch. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là gần như là chưa hề thi công bất cứ một cái gì tại khu vực này cả. Và Tùng rất mong là trong cái thời gian sắp tới Đồng Nai có thể đàm phán được với người dân để bàn giao sớm cái tuyến cái mặt bằng dành cho đường vành đai 3 và đặc biệt là cái công trình cầu Nhơn Trạch này nha thưa quý anh chị. Đây là những hình ảnh mới nhất về cây cầu Nhơn Trạch cũng như là tuyến đường vành đai 3 tại khu vực Nhơn Trạch kết nối sang Sài Gòn nha thưa quý anh chị. Cảm ơn quý vị các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các anh chị trong video clip lần sau.